Chào tất cả các bạn. Thì với mình TypeScript giống như một cái sự tiến hóa ngược vậy. Ngày xưa hồi đầu JavaScript mới ra đời với cái kiểu khai báo biến là var ABC. Các lập trình viên đã nói rằng đó là cuộc cách mạng so với Java, rằng Java đã lỗi thời và sẽ sớm sụp đổ. Bởi vì Java thì phải khai báo kiểu khá là chặt. Ví dụ chúng ta muốn khai báo chúng ta phải quy định kiểu in này long hay là short hay là double hay là một kiểu đối tượng gì đấy. Tuy nhiên khi JavaScript ra đời thì nó không bắt chặt như vậy. Việc code cũng tương đối là dễ chịu. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì mà đến thời điểm tại thì lại có rất nhiều lập trình viên đang thần tượng TypeScript và nói rằng nó là cuộc cách mạng của JavaScript khi đã có thể quy định kiểu một cách rõ ràng giống như là Java để mà ngăn chặn các cái lỗi trước khi mà chúng ta triển khai những cái lỗi tiềm tàng. Thì công nhận là thế giới lập trình rất là thú vị. Thì trong bài này Dũng sẽ cùng các bạn đi tìm hiểu về TypeScript nhé. Thì đầu tiên chúng ta sẽ cần khởi tạo dự án. Chúng ta có thể cùng nhau khởi tạo dự án có tên là TypeScript Example này. Chúng ta sẽ đi vào TypeScript Example này, gõ cái lệnh npm init chữ i này, gõ lệnh npm install TypeScript safedev này, gõ npm tsc init này. Thì ở đây mình đã thực hiện các câu lệnh này rồi, thế cho nên mình đã sinh ra được một cái thư mục là TypeScript Example rồi. Ở trong này nó cũng đã có các cái file package.json này với TypeScript 5.5.2 này, cũng có cái file TypeScript config.json này. Đó. Thì chúng ta có thể tạo ra các cái mã nguồn và sau đó biên dịch. Thì ở đây chúng ta có thể tạo ra một cái interface tên là person này. Sau đó tạo ra một cái lớp là greeter này, trong greeter có hàm tạo này. Có hàm greet để mà chào mừng một ai đó này. Sau đó chúng ta có thể khai báo một đối tượng person này, sau đó khai báo một cái đối tượng greeter này, sau đó thì log ra cái việc gọi hàm greet này. Thì ở đây bạn có thể thấy đặc biệt là chúng ta lập trình TypeScript nó có interface này, thực ra nó cũng có đầy đủ các cái thành phần giống như Java ấy. Tuy nhiên là ở đây thì nó không nhất thiết phải cài đặt cái interface này, mà nó có thể khai báo luôn ra một cái đối tượng với hai cái thuộc tính như này. Ok. Thì chúng ta có thể biên dịch và chúng ta chạy thôi. Chúng ta có thể biên dịch cái mã nguồn này bằng cái npm tsc này, cái câu lệnh này. Ok, mình sẽ biên dịch nó. Khi chúng ta biên dịch ấy, thì nó sẽ sinh ra một cái file main.js này. Đó thì chúng ta nhìn thấy là ở đây chỉ còn lại cái khai báo là grid class này thôi, không còn cái interface. Bởi vì như chúng ta lập trình JavaScript bình thường chúng ta biết rồi là nó không nhất thiết phải có khai báo cái kiểu, mà nó có thể chỉ đơn giản là khai báo bằng cái cú pháp mà mở vòng nhọn đóng vòng nhọn này thôi, là nó đã tạo ra một cái lớp rồi. Đây cũng console log như bình thường rồi. Ok. Đó. Thì chúng ta có thể chạy thôi, chúng ta có thể chạy bằng cái node, câu lệnh node main.js này. Ok, sau khi chúng ta biên dịch rồi. Đó, thì nó sẽ ra hello ticketmaster này. Ok, cũng chỉ đơn giản vậy thôi. Ok, trong chúng ta cũng có thể thay đổi một số cấu hình ở trong cái tập tin ts config.json này. Ok, chúng ta set cái audio ra disk. Đó. Chúng ta có thể một chút đó, chúng ta sẽ khai báo cái idea này để nó không dịch ra cái file main.js ở trong sụp này, nó không đúng. Ok, chúng ta phải xóa cái này đi. Và chúng ta cũng có thể sửa cái file package.json này để cho cái câu lệnh start này, cho this main.js này cho nó tiện. Ok, bây giờ chúng ta có thể chạy câu lệnh build này thôi. Sau đó thì chúng ta sẽ thấy rằng nó sẽ build ra một cái thư mục này, this main.js này. Chúng ta cũng có thể chạy cái yarn start để mà đó. Thì chúng ta đã thấy là nó in ra hello ticketmaster rồi đây. Ok, thực ra thì cái đoạn mã mà chúng ta biên dịch ấy, chúng ta nhìn cái đoạn mã biên dịch ở đây này, nó đang dịch kiểu greeter các thứ này, nhưng thực ra chúng ta cũng có thể là biên dịch nó thành kiểu như này không sao, tức là chúng ta không nhất thiết phải khai báo class ra,
đó cũng không phải là một vấn đề gì quá lớn, thì chúng ta chạy thì nó vẫn sẽ được thôi. Đó là cái kiểu dịch do cái thư viện biên dịch nó quy định, thì chúng ta muốn chúng ta có thể tự viết được cái thư viện biên dịch của mình. Ok, thì như vậy để chúng ta đã cùng nhau cài đặt và biên dịch và chạy một chương trình TypeScript đơn giản. Thì cảm ơn bạn đã quan tâm đến video bài viết này để nhận được thêm các kiến thức bổ ích, và có thể đọc các bài viết của Techmaster trên Facebook, xem các video của Techmaster qua YouTube, và nếu bạn thấy video bài hết này hay, bạn có thể theo dõi kênh của Techmaster để nhận được thông báo với các video mới nhất nhé. Ngoài ra, bạn có thể chat với Techmaster qua Discord để chúng tôi có thể trả lời các câu hỏi của bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Xin chào.